Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền xót xa tiễn biệt tài tử miệt vườn Nguyễn Chí Tâm. Nguyễn Chí Tâm từng tham gia chương trình tài tử miệt vườn năm 2019 và xuất sắc giành được giải quán quân. Tới ngày 6 tháng 12 vừa qua, nam ca sĩ bất ngờ ra đi mãi mãi vì va chạm giao thông khi đang trên đường trở về nhà sau đêm diễn. Nhiều khán giả và sau việc đều xót xa trước sự ra đi của Nguyễn Chí Tâm. Trên trang Facebook cá nhân, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã đăng tải bài viết tiễn biệt Nguyễn Chí Tâm. Nữ nghệ sĩ cho biết cô bàng hoàng khi nhận được tin nhắn của vợ Chí Tâm cho biết anh đã ra đi mãi mãi. Cụ thể, sau đêm diễn tại Tây Ninh, nam ca sĩ lái xe về nhà và bị va chạm giao thông khiến anh ra đi ở tuổi 44. Nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền tâm sự rằng cô bật khóc khi biết tài tử miệt vườn không còn trên cõi đời. Trước đó, nữ nghệ sĩ còn có dự định sẽ từ Mỹ trở về Việt Nam và nhận Nguyễn Chí Tâm làm đệ tử, nhưng giờ đây ước nguyện đã không thành sự thật. Vì gia cảnh Nguyễn Chí Tâm rất khó khăn nên nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền hứa hẹn rằng cô sẽ lo cho việc ăn việc học của con trai út 4 tuổi nhà nam ca sĩ được trọn vẹn. Ngoài ra, Ngọc Huyền ở Mỹ nhưng vẫn không quên gửi hoa đến viếng đám tang của Chí Tâm. Nhìn khung cảnh đám tang trong căn nhà đơn sơ của Nguyễn Chí Tâm khiến nhiều khán giả không khỏi xót xa. Được biết, lúc sinh thời, nam ca sĩ có hoàn cảnh nghèo khó, phải đi chăn vịt, buổi tối còn tranh thủ làm phụ hồ để kiếm thêm thu nhập. Vợ chồng anh phải tiết kiệm từng đồng, thậm chí còn chia nhau ăn một hộp cơm. Nguyễn Chí Tâm và vợ con ở nhà trên mảnh đất hoang và chỉ dựng một chòi nhỏ bằng lá đủ để gia đình anh sinh sống. Do đó, khi ra đi, nam ca sĩ không có nhà riêng để tổ chức đám tang. Hiện tại, mẹ ruột của anh cho mượn nhà để làm nơi tổ chức tang lễ khá đơn sơ, giản dị. Hàng xóm của Nguyễn Chí Tâm chia sẻ với báo Thanh Niên, hoàn cảnh của anh Tâm rất khổ, ngay cả căn nhà đang tổ chức tang lễ cũng là nhà của mẹ ruột vì nhà của hai vợ chồng là căn nhà lá, ở ngoài ruộng rất khó đi. Người nhà nói anh vốn là trụ cột chính của gia đình, nuôi mẹ, vợ đang mắc bệnh tim và một con nhỏ 4 tuổi. Nhiều sao Việt và khán giả không khỏi xót xa trước gia cảnh khó khăn của tài tử miệt vườn Nguyễn Chí Tâm. Các mạnh thường quân cũng đã gửi tiền ủng hộ để gia đình có thể tổ chức đám tang và trang trải cuộc sống.